Thưa quý vị, khởi nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh là giải pháp để phụ nữ hiện đại tự tạo việc làm, phát triển kinh tế. Với phẩm chất cần cù, tinh thần vượt khó cùng sự hỗ trợ từ nhiều chương trình, đề án, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, biến những thử thách thành cơ hội và khẳng định được vị trí của mình trong gia đình và xã hội. Mô hình thực phẩm sạch của chị Trang là một trong những mô hình khởi nghiệp tiêu biểu trên địa bàn phường An Khê đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Nhờ sự cần cù, ham học hỏi và sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, đặc biệt là Hội Phụ Nữ quận, mô hình làm chả bò và các sản phẩm từ đậu phụ của chị Trang không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mà còn góp phần tạo việc làm cho 5 đến 7 lao động tại địa phương. Là một người phụ nữ khởi nghiệp thì nó rất là khó khăn. Vì vậy là ngay từ đầu là tôi rất là ngại để tiếp xúc với các cái cơ quan chính quyền. Nhưng mà nhờ sự động viên của các chị ở phụ nữ phường, phụ nữ quận, hỗ trợ tham gia các cái diễn đàn về khởi nghiệp, rồi hỗ trợ vốn trong quá trình khởi nghiệp. Không chỉ riêng trường hợp chị Trang, thời gian qua nhờ sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhất là các cấp hội phụ nữ trên địa bàn, ngày càng có nhiều chị em phụ nữ tham gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Tiếp tục hỗ trợ các chị trong việc là liên quan đến kiến thức trong vấn đề khởi nghiệp và kết nối những sản phẩm khởi nghiệp của các chị thông qua việc giới thiệu đến với hội viên phụ nữ toàn quận. Và đặc biệt hơn nữa đó là Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ thành lập nhóm phụ nữ khởi nghiệp. Để mà thông qua nhóm phụ nữ khởi nghiệp này thì kết nối các chị khởi nghiệp với nhau. Để vận động tạo điều kiện cho phụ nữ khởi nghiệp tham gia phát triển kinh tế, các cấp hội từ thành phố đến cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ, nhất là hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang có ý tưởng khởi nghiệp. Đồng thời tổ chức các ngày hội khởi nghiệp, cuộc thi khởi nghiệp, tổ chức các lớp tập huấn thương mại điện tử với mong muốn trang bị kiến thức về kinh doanh thương mại điện tử cho phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, giúp chị em thêm mạnh dạn, tự tin để khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh online thành công. Phát huy vai trò của các tầng lớp phụ nữ, kết nối, thúc đẩy, hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của phụ nữ, tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ tham gia, tập trung xây dựng và thực hiện các chương trình, các đề án khởi nghiệp sáng tạo và các chính sách an sinh xã hội cùng thành phố. Để tiếp tục khơi nguồn sáng tạo cho phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ Nữ Đà Nẵng tiếp tục hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, đặc biệt phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kết nối, tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay, nguồn quỹ hỗ trợ. Mỗi chị em phụ nữ cần chủ động tích cực học hỏi, mạnh dạn để có thể tự mình thay đổi được cuộc sống, trở thành tấm gương phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.